Đối với những cái thông tin mình có thì mình hoàn toàn mình có thể yêu cầu ChatGPT tạo ra cho mình một cái chiến lược. Và sau khi áp dụng cái chiến lược và sau khi backtest cái chiến lược này thì mình thấy thực sự là nó cũng cũng không đến nỗi tệ. Chào mừng bạn quay trở lại Em Invest, mình là Minh. Và ở trong cái tuần trước thì mình có một cái buổi Zoom mà mình chia sẻ cho các bạn cái kiến thức cũng như là cách để các bạn sử dụng con ChatGPT, một con AI mà mình nghĩ là rất thông minh đến thời điểm hiện tại. Đối với mình, khi mà mình sử dụng ChatGPT thì mình có thể yêu cầu ChatGPT để tạo ra cho mình những cái chiến lược, tạo ra cho mình những cái con bot, tạo ra cho mình những cái cách để mình có thể phân tích cũng như là giao dịch ở trong thực tế một cách nó tốt hơn. Và ở trong video ngày hôm nay, do có rất là nhiều bạn không có cơ hội để xem cái buổi Zoom ngày hôm đó, mặc dù mình đã up trực tiếp lên trên YouTube rồi, thì ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn cái cách chi tiết cũng như là cách mà rõ ràng nhất để giúp cho các bạn là làm sao để sử dụng ChatGPT, những cái câu lệnh như thế nào và cái cú pháp để cái hệ thống có thể hiểu được những cái mong muốn của mình nó sẽ là như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video cho ngày hôm nay. Nếu các bạn là những cái bạn trader mới mà đang cần cập nhật những cái thông tin về thị trường vàng, thị trường dầu, thị trường Bitcoin hay đơn giản là những cái cặp tiền thì các bạn thể tham gia nhóm Private 1 và cái nhóm Private 2 cùng với mình. Xin lưu ý đây là hai nhóm miễn phí, mình không thu bất cứ một khoản phí nào cả. Và để tham gia thì các bạn có thể kéo xuống phần mô tả dưới bất cứ cái video nào của mình trên YouTube, bấm vào cái phần link đăng ký form hỗ trợ trader mới miễn phí. Hoặc đơn giản hơn là các bạn có thể nhắn tin cho mình theo số điện thoại là 0969 156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm. Và với những bạn mà muốn nâng cao thêm kiến thức thì các bạn có thể tham gia vào cái khóa học do mình dạy online về phân tích những cặp tiền và vàng ở trong khung thời gian ngắn hạn. Các bạn có thể đăng ký với mình theo số điện thoại là 0969 156969 để các bạn thư ký sẽ hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội dung của video cho ngày hôm nay. Và ở đây như các bạn đã thấy trên màn hình thì đây là cái giao diện của ChatGPT. Và mình sẽ bắt đầu đưa ra câu hỏi dành cho con bot này. Đấy chính là hãy cho tôi một cái chiến lược giao dịch với số vốn là 100 đô. Và ở đây thì mình nghĩ giao dịch với cái số tiền 100 đô với cái số tiền nó nhỏ để giúp chúng ta hiểu được về thị trường cũng như là giúp chúng ta hiểu được về cách thức khi mà chúng ta vận hành ở trong cái thị trường này nó sẽ như thế nào. Và nên nhớ đây là thị trường rất là rủi ro và rất là mạo hiểm. Kiếm tiền nó không dễ như các bạn nghĩ và cái khả năng các bạn mất toàn bộ số tiền các bạn đầu tư ở đây nó là có. Vậy nên trước khi các bạn bắt đầu tham gia vào bất cứ một cái thị trường tài chính nào thì các bạn hãy nhớ rằng các bạn cần có kiến thức cũng như là các bạn sẽ cần phải có kinh nghiệm. Và tiếp theo ở đây chúng ta sẽ cùng xem con bot này nó trả lời như thế nào. Có vẻ như là con bot này nó trả lời hơi chậm một chút, thế nên là mình sẽ tua nhanh để xem con bot này phản hồi như thế nào nhé. Ở đây thì bạn thể thấy là nó sẽ không cho chúng ta ngay một cái chiến thuật giao dịch mà sẽ đưa ra cho chúng ta những cái gợi ý cũng như là những cái cảnh báo nếu như chúng ta thực hiện cái giao dịch này. Đầu tiên thì đấy là quản lý rủi ro. Và tất nhiên rồi, đây chính là một yếu tố quan trọng trong cái quá trình giao dịch của chúng ta. Và thứ hai là con bot này gợi ý cho chúng ta những cái chiến thuật về breakout, tức là sẽ chờ đợi cái sự phá vỡ qua những cái vùng kháng cự và những cái vùng hỗ trợ. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm những cái đường MA để tìm kiếm cái điểm vào lệnh cũng như là điểm thoát lệnh. Điều cuối cùng là chiến lược đa dạng hóa, tức là chúng ta sẽ phân bổ số vốn 100 đô cho nhiều thị trường, ví dụ như chứng khoán, ngoại tệ và là vàng. Và mình thấy đây là một lời khuyên có vẻ nó không được hợp lý lắm, vì cái số vốn nếu như giả sử trong trường hợp này chúng ta đầu tư là 100 đô. Tuy nhiên thì đối với những cái bạn mà có số vốn lớn, các bạn biết được rằng cái việc mà chia chứng ra nhiều giỏ cũng là một cái hành động rất là bình thường, cũng như là rất là được nhiều người mình nghĩ là ủng hộ cho cái việc đấy. Và cuối cùng thì ChatGPT cũng không quên cảnh báo chúng ta sẽ phải tìm hiểu kỹ về chiến lược giao dịch cũng như là tuân thủ các cái nguyên tắc đề ra. Và mình đánh giá cao cái điều này khi mà việc trading luôn tiềm ẩn những cái rủi ro dẫn đến cái việc là mất tiền. Tuy nhiên ở câu hỏi này thì chúng ta lại chưa thể có được câu trả lời cụ thể cho mỗi chiến thuật giao dịch. Và có lẽ do câu hỏi của mình vẫn còn khá là chung chung và chưa cụ thể, chính vì thế mình sẽ hỏi một câu tiếp theo là hãy gợi ý giúp cho tôi một vài chỉ báo. Và với câu hỏi này thì ChatGPT đã đưa ra cho mình cái câu trả lời cụ thể hơn. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng là MA này, Bollinger Band, RSI, MACD hay là Volume. Và mình cũng sẽ thử kết hợp hai cái chỉ báo trong số những cái chỉ báo này lại với nhau để xem ChatGPT sẽ đưa ra cho chúng ta cái chiến lược nó như thế nào nhé. Mình sẽ gõ là tôi muốn sử dụng chỉ báo MA và MACD cho chiến lược này.
Đến lúc này thì như bạn đã thấy là cái chiến thuật của chúng ta đã rõ ràng hơn tương đối là nhiều. Ở đây đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ sử dụng cái đường MA để theo dõi cái xu hướng chính từ thị trường. Và con bot này có gợi ý cho chúng ta sử dụng hai cái đường, đấy là MA50 và MA20 để xác định được xu hướng. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng MACD để xác định cái điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh. Ở đây thì nó sẽ mua khi mà MACD cắt từ dưới lên trên cái đường signal và ngược lại thì bán khi đường MACD cắt từ trên xuống cái đường signal. Và cuối cùng là cái cách mà chúng ta kết hợp hai chỉ báo này với nhau. Ví dụ như là đường MA20 cắt lên trên đường MA50 và MACD cắt lên đường signal thì sẽ cho chúng ta một setup lệnh mua. Và đối với cái lệnh sell chúng ta sẽ áp dụng ngược lại trong cái trường hợp này. Và ở đây thì các bạn thấy là điều cuối cùng con bot này không quên đưa ra những cái nhắc nhở đối với chúng ta. Đó là đây chỉ là cái công cụ hỗ trợ và hiển nhiên nó không thể đưa ra quyết định chính xác 100%. Thế nên chúng ta cần phải phân tích thêm về yếu tố thị trường cũng như là kinh nghiệm của bản thân để đảm bảo cái tính an toàn cho chúng ta. Đó là cái điểm vào lệnh và mình sẽ tiếp tục hỏi về điểm stop loss và take profit thì mình sẽ gõ về câu lệnh về cú pháp như sau. Đây chính là stop loss và take profit tôi nên đặt ở đâu? Với điểm stop loss thì con bot này không nói rằng cụ thể chúng ta sẽ đặt stop loss ở đâu, nó chỉ nói rằng chúng ta không nên đặt stop loss quá xa hay là quá gần. Và mức stop loss chúng ta nên để là 1-2% tài khoản cho mỗi lệnh. Và đối với mức take profit thì cũng vậy. Cũng không có câu trả lời cho cái câu hỏi take profit này. Thế nên có lẽ mình sẽ đặt stop loss và take profit như những cái chiến lược trước đây mình đã từng làm. Như vậy là cái chiến lược của chúng ta sau một loạt những câu hỏi đáp với ChatGPT thì nó cũng gần như hoàn chỉnh rồi. Và các bạn lưu ý đây là một cái format giúp cho bạn để sử dụng bất cứ cho một cái chiến lược nào khác. Nếu các bạn để chọn là tôi muốn bắt đầu với MA, tôi muốn kết hợp với RSI và tôi muốn kết hợp với MACD thì nó sẽ ghép cho các bạn lại thành một chiến lược nó hoàn chỉnh. Và ở đây thì như cái điều mình đã nói, chúng ta đã có rất nhiều những mảnh ghép, chúng ta sẽ có một cần mấy câu cú pháp để chúng ta ghép lại thành một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh. Ở đây mình đã gõ là hãy viết lại cho tôi thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Đến đây thì con bot này đã cho mình một câu trả lời khá là cụ thể và từng bước một. Cụ thể như sau, đầu tiên là chúng ta sẽ xác định xu hướng từ thị trường. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng đường MA để xem xét xu hướng. Và như gợi ý trước đó thì mình sẽ sử dụng hai đường MA20 và MA50. Nếu như MA20 cắt lên MA50 thì xu hướng lúc này là xu hướng tăng. Và ngược lại MA20 cắt xuống MA50 thì xu hướng lúc này là xu hướng giảm. Và bước tiếp theo là xác định những cái điểm vào lệnh bằng MACD. Nếu như MACD cắt lên đường signal thì cho chúng ta một cái tín hiệu mua. Và ngược lại MACD cắt xuống dưới đường signal thì sẽ cho chúng ta một cái tín hiệu là tín hiệu bán. Bước tiếp theo thì stop loss và take profit. Ở đây thì con bot này nó chỉ nói với chúng ta là nên đặt tỷ lệ rủi ro từ 1-2% tài khoản cho mỗi lệnh. Và như vậy thì stop loss mình sẽ đặt tại các mốc kháng cự, còn TP mình sẽ đặt theo tỷ lệ RR là 1-1 và 1-2. Và cuối cùng, đấy là điều chúng ta cần phải quan tâm, đấy chính là quản lý cái lệnh như thế nào. Ở đây thì hãy luôn theo dõi lệnh của các bạn và nếu như giá đi ngược lại với nhận định thì chúng ta sẽ dừng lỗ hợp lý. Còn nếu như giá đi đúng theo nhận định, chúng ta chỉ nên rời stop loss hoặc là cân nhắc chốt lệnh một cách an toàn. Ngoài ra thì ChatGPT không quên nhắc nhở chúng ta phải cân nhắc những yếu tố khác như tình hình kinh tế này, tin tức, chính sách của những quốc gia và tâm lý của thị trường. Và đấy là cái chiến thuật mà ChatGPT đã đưa ra cho mình ở trong cái cuộc nói chuyện này. Vậy thì cụ thể chiến lược này sẽ áp dụng trên thực tế như thế nào thì mình sẽ backtest lại trên TradingView để chúng ta sẽ cùng xem. Ở đây thì mình sẽ áp dụng chiến thuật này trên biểu đồ của vàng khung thời gian là M15 này. Bước đầu tiên chúng ta sẽ quan sát cái xu hướng của thị trường. Mình thấy được rằng MA20 đã cắt xuống MA50 thì báo hiệu là một cái xu hướng giảm. Và đồng thời thì giá đang nằm dưới cả hai cái đường MA cho chúng ta xác nhận cái xu hướng giảm tương đối là rõ rệt. Ở cái bước thứ hai chúng ta sẽ xem xét cái điểm vào lệnh dựa vào cái chỉ báo MACD. Thì ở đây mình sẽ tìm kiếm cái vùng mà MACD cắt xuống dưới cái đường signal hoặc là histogram MACD có màu đỏ. Thì đây chính là cái tín hiệu để chúng ta có thể làm vào lệnh. Mình thấy rằng có hai đường MACD và signal đã cắt nhau ở trong giai đoạn này. Thế nên là chúng ta có thể vào một lệnh sell ngay tại cái nến đỏ này. Ở bước tiếp theo chúng ta sẽ đặt stop loss và take profit. Đối với mỗi lệnh thì mình nghĩ rằng các bạn nên đặt stop loss là 1% tổng tài khoản. Và stop loss mình sẽ đặt ở vùng kháng cự ở phía trên này. TP thì mình sẽ đặt tại cái mức cố định là 2R. Và kết quả như thế nào các bạn hãy theo dõi cùng với mình nhé.
Đến lúc này thì cái lệnh của mình đã đạt được TP là 2R. Tuy nhiên thì mình thấy rằng nó vẫn có thể là giữ và có thể gồng thêm được cái entry này. Thế nên mình sẽ chốt một phần lợi nhuận và rời stop loss về hòa để cái lệnh này được an toàn. Và các bạn hãy theo dõi cùng với mình cái kết quả nó như thế nào. Sau đó thì cái entry này đã đi được xa nhất với cái mức là 4R, là mức lợi nhuận lớn nhất. Và đến với tín hiệu tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với biểu đồ vàng trên khung thời gian là H1. Và đầu tiên thì xu hướng chính lúc này đang là xu hướng tăng khi mà MA20 đã cắt lên MA50 và nến đang nằm ở trên cả hai cái đường MA này. Tiếp tục quan sát trên chỉ báo MACD thì mình thấy được rằng tại đây histogram đã chuyển màu xanh và báo hiệu rằng chúng ta có thể vào lệnh. Chính vì thế mà mình sẽ vào lệnh buy ngay tại cây nến xanh này, stop loss ở dưới cái vùng hỗ trợ. TP thì mình sẽ đặt tại mốc là 2R. Và các bạn hãy cùng mình theo dõi kết quả như thế nào nhé. Ở đây như các bạn đã nhìn thấy thì giá đi đúng theo nhận định và cái entry này đã đạt được mức take profit kỳ vọng. Và như các bạn đã thấy ở trên đây thì đây là một cuộc hội thoại, một cuộc trò chuyện của mình với ChatGPT. Và đối với những cái thông tin mình có thì mình hoàn toàn có thể yêu cầu ChatGPT tạo ra cho mình một cái chiến lược. Và sau khi áp dụng cái chiến lược và sau khi backtest cái chiến lược này thì mình thấy thực sự là nó cũng không đến nỗi tệ, đúng không? Và mình nghĩ rằng với cái sự trợ giúp đắc lực của ChatGPT này thì càng ngày càng về sau chúng ta để tạo ra những chiến lược nó hoàn chỉnh hơn và chúng ta sẽ tạo ra những chiến lược nó chính xác hơn. Và hy vọng đây là những video bước đầu để giúp chúng ta có thể hiểu và chúng ta có thể sử dụng ChatGPT. Và mình rất là mong là trong những video tới thì mình có thể chuyên sâu hơn về ChatGPT. Ví dụ như mình có thể hỏi nó chuyên về Smart Money, mình hỏi nó về Pricing, mình hỏi nó về Wyckoff. Mình có rất rất nhiều thứ để hỏi nó, ví dụ về trade quỹ, rất rất nhiều thông tin nó tổng hợp được. Và trong quá trình mình hỏi thì nếu các bạn có những cái gì các bạn có những kiến thức mới các bạn có thể cập nhật, các bạn để bổ sung với mình thì rất là mong có thể góp ý cũng như các bạn để đưa thêm những ý kiến và những cái nhận định của các bạn. Và cuộc sống thì mình thấy cái công nghệ nó thay đổi hàng ngày và nó luôn tạo ra cho chúng ta những cái tốt hàng ngày. Tuy nhiên nên nhớ một điều, dù các bạn làm bất cứ một chiến lược nào của ChatGPT hay của bất cứ một bot hoặc các bạn học bất cứ của một ai chẳng nữa thì cái việc chúng ta cần làm, chúng ta nên backtest, chúng ta nên hiểu nó rất rất là kỹ trước khi chúng ta sử dụng, áp dụng nó trong thực tế. Bởi vì nếu các bạn không áp dụng đúng thì cái việc các bạn mất tiền như mình đã nói là hoàn toàn có thể sẽ xảy ra. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn luôn dành thời gian để theo dõi video của Em Invest và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.